Nhận định bóng đá Hải Phòng với Hà Nội FC, 18 giờ ngày 13 tháng 3, vòng 3 LS5 League 2021. Sau hai trận ra quân thất bại, Hà Nội FC nhận mệnh lệnh không được phép sải chân khi đến làm khách trước Hải Phòng. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hạ quyết tâm có 3 điểm để trở lại đường đua. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hà Nội FC khởi đầu V League 2021 theo cách không thể thất vọng hơn. Sau hai trận toàn thua trước Nam Định và Bình Định, đội bóng thủ đô đứng cuối bảng xếp hạng. Đây là kết quả kém nhất của họ trong gần 10 năm qua. Từ vị thế của ứng viên số 1 cho chức vô địch, Hà Nội FC đứng trước nguy cơ có thể bị bật ra khỏi top 6 sau khi giai đoạn 1 khép lại. Hàng loạt cầu thủ chấn thương cùng những lý do khác nhau khiến Hà Nội FC chơi không tốt. Kế đến, Văn Quyết và các đồng đội đang bị đối phương bắt bài. Trận thua 1-2 trước Bình Định ngay tại hàng đây ít nhiều đã cho thấy điều đó. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ rằng, nếu không chấn chỉnh kịp thời có thể Hà Nội FC sẽ bị bỏ lại ở cuộc đua vô địch. Và hơn ai hết, nhà tiền quân xứ Thanh Thủy cảm nhận được thế thủ trưởng của mình đang ngày một nóng lên nếu Hà Nội FC vẫn tiếp tục thể hiện bộ mặt yếu tích cực như hai vòng đấu vừa qua. Đúng giai đoạn khó khăn, tinh thần và phong độ cũng suy giảm. Hà Nội FC như bắt được vàng khi về, League 2021 phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quãng nghỉ gần 2 tháng rất cần thiết với đội bóng thủ đô. Các trụ cột chấn thương đã trở lại, còn những tân binh như Jovan, Bruno có thêm thời gian hòa nhập cùng đội bóng mới. Nhưng từng đó vẫn là chưa đủ để đội quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tự tin có thể hướng tới mục tiêu 3 điểm ngay trên sân của đối thủ nhiều duyên nợ Hải Phòng. Đội bóng đất cảng đang khiến cả V League ngạc nhiên bằng màn khởi đầu ấn tượng với hai trận toàn thắng, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng trước DKVD Vietten trên sân khách và Nam Định ở Lạch Tray cho thấy sự lột xác hoàn toàn của Hải Phòng. So với mùa giải năm ngoái, đội quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn trình diễn lối chơi đầy khó chịu. Sự trở lại của bộ đôi ngoại binh Fagan, Lynch cùng phong độ chói sáng của nhân tố bí ẩn Phú Nguyên giúp Hải Phòng thi đấu cực thăng hoa. Cách chơi đơn giản nhưng hiệu quả, Hải Phòng là một trong số đội bóng không dễ bị đánh bại ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, quãng nghỉ dịch vừa qua ít nhiều lại ảnh hưởng tới họ. Ngoài việc đánh mất nhịp thi đấu thăng hoa, đội bóng đất cảng cũng đang chịu tổn thất về lực lượng khi có đến 4 trụ cột hàng thủ gồm Văn Hạnh, Hữu Phúc, Tuấn Tú và Hoài Dương gặp những chấn thương khác nhau, không thể thi đấu. Lúc này, lợi thế của Hải Phòng có lẽ nằm ở tinh thần thoải mái, được tiếp thêm sức của khán giả nhà. Hà Nội FC vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm dù đến làm khách ở Lạch Tray, bởi chỉ cần thêm một kết quả không tốt nữa trước Hải Phòng, đội bóng thủ đô sẽ chồng chất khó khăn và chiếc ghế của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng sẽ lung lay. Để hiện thực hóa tham vọng của mình, Văn Quyết cùng các đồng đội cần thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp ở thời điểm khó khăn hiện tại. Dự đoán, Hải Phòng 0-1 Hà Nội.